Yorubo, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Hàn Thú Vị. Mình rất muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ những cái bài học của mình trong thời gian qua. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài học số 10 trong series sách giáo trình Seoul 1 nha. Và trước hết thì mình cùng điểm qua nội dung bài học một chút ạ. Nội dung của bài học thì sẽ bao gồm từ vựng và các phần ngữ pháp, trong đó thì mình có ngữ pháp 1 là học trệ từ eso, ngữ pháp số 2 kính ngữ thì quá khứ, ngữ pháp 3 bất quy tắc chữ bờ. Và cái trường hợp bất quy tắc này là mình đã học trong bài số 6 rồi, thì mục đích ở trong cái phần này là mình chỉ là ôn tập lại là chính ạ. Và ngữ pháp cuối cùng là mình học liên từ chiman. Đầu tiên thì mình sẽ cùng tìm hiểu cách đọc từ vựng xuất hiện trong bài ạ. 1번 프랑스 프랑스 Phát 2번 언제 언제 Khi nào 3번 일 일 Ngày 4번 월 월 tháng 5번 년 년 năm 6번 며칠 며칠 ngày mấy 7번 춥다 춥다 dễ 8번 어렵다 어렵다 khó 9번 맵다 맵다 cay 10번 재미없다 재미없다 không hay 11번 일 일 Công việc. Ở ngữ pháp số 1 lần này mình sẽ cùng tìm hiểu trợ từ eso, nhưng trước hết mình cùng tìm hiểu lại cái phần cũ mà mình đã học rồi á. Có phải là lúc trước mình học như thế này không ạ? Một cái danh từ chỉ nơi chốn đi với trợ từ eso, sau đó mình cộng với động từ thường thì nó sẽ biểu thị là một cái nơi diễn ra hành động, đúng không ạ? Làm một cái việc gì ở đó. Lấy ví dụ như mình có cái câu là tôi học tiếng Hàn ở trường chẳng hạn. Và ở đây mình có câu ví dụ mẫu để ôn tập lại luôn nha. Tôi thường mua quần áo ở cửa hàng này. Trong đó cái chữ cửa hàng này nó chính là cái nơi diễn ra hành động á, thì mình cứ cộng trợ từ eso vô chỗ đó là được. Vậy thì trước hết thì để nói câu này cho chính xác á, thì mình phải nói chủ ngữ trước nè. Chủ ngữ là 나는 rồi sau đó tới cái gì ạ? Y cả kê so, bởi vì đây là cái nơi diễn ra hành động. Mình có thể nói chữ thường trước cũng được, hoặc là mình để chữ thường ở phía sau này cũng được, miễn là động từ đứng cuối là ok ạ. Tiếp tục đến chữ trà chu, tức có nghĩa là chữ thường. Sau đó hành động mua quần áo là ủ sư sa tà, chia ra là ủ sư sao, bởi vì đây là thì hiện tại. Vậy đầy đủ là 나는 이 가게에서 자주 옷을 사요. 이 가게 cửa hàng này ha, 에서 đây chính là nơi diễn ra hành động ạ. Vâng ạ, vậy là mình vừa tìm hiểu xong chức năng cũ của trợ từ 에서, thì nó chỉ cái nơi diễn ra hành động. Vậy thì chức năng mới trong cái bài này là gì? Mình cùng theo dõi nha. Thì trợ từ 에서 này nó cũng vẫn đi chung với danh từ chỉ nơi chốn ở ngay phía trước. Nhưng có một cái điểm khác biệt là ở phía sau mình không có cộng động từ thường, mà mình sẽ cộng một cái động từ di chuyển. Mà động từ di chuyển là thông thường nó sẽ chỉ cái hành động là mình đi đến một cái điểm nào đó, đúng không ạ? Ở đây mình có ví dụ như là chữ kata là động từ đi, ota là động từ đến, tonata là khởi hành. Và không hẳn là chỉ ba chữ này không, mà mình còn rất là nhiều những chữ khác nữa. Ở đây mình chỉ lấy ví dụ để tượng trưng thôi. Ví dụ như mình có chữ đi vào, đi ra, hoặc là mình có thể dùng chữ quay trở về, quay trở lại, vân vân, rất là nhiều. Khởi hành xuất phát. Vậy thì chức năng mới của eso trong bài này là gì?
Rất là đơn giản ạ. Mình sẽ dịch cái chữ ESO này chính là chữ từ. Và mục đích của nó là nó chỉ cái điểm xuất phát của chủ ngữ, cho nên mình sẽ dịch là đi từ một cái điểm nào đó. Vậy là ESO có nghĩa là từ ha. Nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa cũ thì hồi nãy mình có ôm rồi, còn cái này là ý nghĩa mới, là có nghĩa là từ ha. Và mình có ví dụ minh họa luôn ạ, ngay bên dưới. Xe buýt đó đã khởi hành từ trường Đại học Seoul, tức có nghĩa là xe buýt đó nó đi từ cái điểm đó ạ. Vậy thì mình cũng cứ làm như bình thường thôi, chủ ngữ chính xe buýt đó. Động từ khởi hành phải để cuối rồi. Từ cái trường này thì mình sẽ là nơi chốn cộng với trợ từ ESO đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ nói cái xe buýt đó trước. Cư bò sư nên. Bò sư là danh từ xe buýt, chữ cư là có nghĩa là đó, bởi vì là chủ ngữ chính cho nên dùng trợ từ nên. Sau đó đến cái điểm xuất phát nè, cộng với trợ từ ESO vào là được. Trường Đại học Seoul mình đã học rồi. Seoul tệ hắc kêu ESO. ESO đây chính là trợ từ ha. Sau đó cộng với động từ khởi hành có ngay bên trên sẵn này luôn. Chỉ cần chia thì quá khứ lên là ok. Vậy thì mình sẽ có kết quả là 떠났어요. 그 버스는 서울 대학교에서 떠났어요. Các bạn nhớ đọc căng cái âm tờ đứng đầu này nha, bởi vì nó là âm căng. Sau khi mình làm ví dụ mẫu thì bây giờ mình tiếp tục có những cái câu ví dụ khác. Các bạn suy nghĩ cách làm nha. Câu số 3, bạn đã đến từ đâu? Câu số 4, tôi đã đến từ Việt Nam. Cái này giống như là hỏi về quốc tịch thôi, mà mình hỏi một cách khác á, đúng không ạ? Đến từ đâu? Đến từ Việt Nam. Và khi mà mình dùng cái chữ đến này là bắt buộc phải chia quá khứ mới được ạ. Trong cái câu mà hỏi bạn đến từ đâu là mình phải chia quá khứ nha. Vậy thì đầu tiên mình làm câu trên trước thôi. Bạn là chủ ngữ chính, động từ đến để đứng cuối. Ở đâu là chính là ở ti, đúng không ạ? Mình cộng với cái chữ ESO này để biểu thị cái chữ từ, từ đâu. Vậy trước hết mình sẽ nói là 당신은, hoặc là mình lược bỏ chủ ngữ nó cũng vẫn đúng ha. 어디에서, động từ đến chia quá khứ là 왔어요. 어디에서 왔어요. Cách nào cũng được ạ. Và câu trả lời ngay bên dưới, tôi đã đến từ Việt Nam, cũng vẫn là tôi là 저는, hoặc là lược bỏ cũng được, tôi với bạn đều có thể lược được. Điểm xuất phát Việt Nam, 베트남에서 왔어요. Lên giọng là hỏi, xuống giọng là trả lời, rất là dễ dàng đúng không ạ? 당신은 어디에서 왔어요? 저는 베트남에서 왔어요. Sau đây mình sẽ cùng tìm hiểu về ngữ pháp 2, kính ngữ của thì quá khứ. Nếu như lúc trước trong bài số 9 mình đã học cách chia quá khứ của động từ và tính từ rồi, thì bây giờ mình sẽ chia kính ngữ như thế nào? Nhưng trước hết thì bây giờ mình cùng ôn lại cái bài cũ một chút xíu nha. Bởi vì mình học đến đâu thì mình ôn tập đến đó thì nó sẽ dễ theo dõi và có thể làm tốt được ạ. Vậy thì bài cũ là gì? Chỉ là một cái trường hợp mà mình chia thì quá khứ lúc trước học rồi thôi ạ. Động từ với tính từ này nó sẽ chia ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì nếu như động từ, tính từ có chứa âm A hoặc là âm O ở cái âm nguyên âm tận cùng á, thì mình sẽ cộng với 왔어요 đúng không ạ? Hoặc là 왔습니다 gì cũng được. Trường hợp thứ hai thì mình động từ tính từ có tận cùng là 하다. Lúc nào mình cũng phải biến cái 하다 đó thành chữ 했어요 hết. Và trường hợp thứ ba hay còn gọi là trường hợp còn lại thì mình sẽ cộng với 왔어요. Ok ha, đây chỉ là bài cũ thôi. Thì mình sẽ dịch là đã làm cái việc gì đó. Và mình đã luyện tập rất là kỹ trong bài số 9 rồi nha. Rồi bây giờ cái phần mới của mình nè. Thay vì mà mình chia cái đuôi 왔어요, 했어요, 왔어요 thì nó sẽ có một cái dạng quá khứ mà kính ngữ nữa. Thì chắc chắn là phải có động từ với tính từ mình mới chia được rồi. Nó sẽ chia ra hai trường hợp ạ. Trường hợp thứ nhất, nếu như có bắt chim thì mình sẽ cộng với chữ 왔어요. Còn nếu như không có bắt chim thì mình bỏ cái chữ ư đó đi, nó chỉ còn lại cái chữ 왔어요 thôi. Có hai trường hợp như vậy ha. Và mình chia cách nào cũng đúng. Nếu như mà mình muốn kính ngữ thì mình sẽ dùng cái dưới, còn không kính ngữ là mình dùng cái trên. Cho nên mới nói ở bên dưới này mình cũng vẫn dịch là đã làm cái việc gì đó, nhưng mà nó có kính ngữ ạ. Ok ha. Rồi bây giờ mình cùng tiếp tục lấy ví dụ mẫu để minh họa cho cái trường hợp mới. Mình có câu thứ nhất là giám đốc Kim đã quay trở về Hàn Quốc rồi phải không? Là một câu hỏi đó ạ. Chỉ cần chia đuôi kính ngữ quá khứ là ok. Và ở đây nó có cái chữ quay trở về là một cái từ vựng mới nè. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn luôn ha. Tora kata là quay trở về. Nếu như mà mình dùng tora kata
thì cái chữ ca này là không có mặt người nói ở cái điểm đó. Tức có nghĩa là mình hỏi cái câu này á, là mình không có ở bên hàng. Còn nếu như mà mình đang ở bên hàng luôn là mình nhớ dùng chữ ô ha. Bởi vì chữ ô tài là nó biểu thị cái trường hợp có mặt người nói ở cái điểm đó. Tổ ra ô tài và tổ ra ca tài nó là như vậy ạ. Rồi tiếp tục câu số 2. Hồi nãy em đã gửi email, cô đã nhận được chưa? Thì trường hợp cái chữ cô ở đây là người lớn hơn mình muốn lịch sự, mình muốn kính ngữ cho cái cô giáo này. Thì mình sẽ chia cái chữ nhận bằng cách là mình dùng thì quá khứ kính ngữ là ok ạ. Vậy thì trước hết này mình cũng sẽ hướng dẫn những cái từ vựng trong câu này nha. Aka có nghĩa là hồi nãy. Hồi nãy là vừa mới hồi nãy á. Email. Đây là từ vựng mượn tiếng Anh có nghĩa là email. Email. Bộ nê tà là động từ gửi nè. Bạc tà là động từ nhận. Hai cái chữ này nó trái ngược nghĩa với nhau. Vậy thì các bạn nhớ bấm dừng video để suy nghĩ cách giải hai cái câu này nha. Sau đó mình sẽ cùng đối chiếu kết quả ạ. Để giải câu số 1 thì mình chỉ cần nói chủ ngữ chính trước nè. Mình hiểu được các thành phần trong câu là mình có thể làm được ạ. Chủ ngữ chính, động từ. Cái này là cái đích đến. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ nói chủ ngữ chính ngay bên dưới luôn. Kim Sa Chang Nim Min. Trong đó chữ Sa Chang Nim đây chính là giám đốc. Còn Kim là họ của cái người đó. Kim Sa Chang Nim Min. Tiếp tục tới Hàn Quốc là đích đến ạ. Han Gu Ke. Động từ quay trở về có sẵn đây rồi ạ. Chia quá khứ kính ngữ lên là được. Tổ ra ca tà là bỏ cái chữ tà này đi để mình chia đuôi đúng không ạ? Thì cái chữ ca nó không có bắt chim, cho nên mình sẽ cộng với chữ sắc xèo. Nhưng mà mình lên giọng nó mới thành câu hỏi được. Vậy thì mình sẽ có kết quả cuối cùng là tổ ra cả sắc xèo. Kim Sa Chang Nim Min Han Gu Ke tổ ra cả sắc xèo. Đó là kết quả cuối cùng ha. Tiếp tục sửa câu số 2 ạ. Hồi nãy em đã gửi email rồi. Cái này là cũng là thì quá khứ nè, nhưng mà mình không có chia kính ngữ cái câu đầu. Bởi vì cái câu đầu là cái người thực hiện là em là tôi á. Là mình không thể kính ngữ cho mình được đúng không ạ? Mình chỉ kính ngữ cho cái người khác thôi. Ví dụ như câu số 2, cái câu phía sau vế sau này là cô á, là cái người lớn hơn thì mình mới kính ngữ. Vậy thì câu đầu thì mình cứ sử dụng thì quá khứ bình thường là ok. Hồi nãy nói trước, hoặc là mình nói tôi trước cũng được ạ. Em đây có nghĩa là tôi ha. Hoặc là lược bỏ chữ em luôn cũng được. Vậy nói chung là bây giờ mình dùng cái chữ hồi nãy trước đi. Aka hồi nãy. Rồi, ví dụ bỏ cái chữ em đi ha. Không cần dùng chủ ngữ cũng vẫn được. Đã gửi email thì email là tân ngữ nè. Email. Động từ gửi là bộ nê tài chiêu quá khứ là bộ nê sèo. Đúng không ạ? Âm e tận cùng á, thì hôm bữa trước mình học trong cái bài số 9 rồi. Đây là cái trường hợp đặc biệt này, âm e trong âm e nó đã có cái âm o trong đó rồi, cho nên mình sẽ không có thêm cái chữ o vô nữa mà mình sẽ bỏ bớt đi, chỉ cần cầm hai chữ sờ ở dưới thôi thì nó ra được kết quả là Bunesseo. Aka email Bunesseo. Hồi nãy đã gửi email rồi. Cô đã nhận được chưa? Thì mình sẽ dùng cô giáo là chủ ngữ chính. Sonsenim mừng. Sonsenim. Động từ nhận có sẵn đây rồi, chia quá khứ và kính ngữ nó lên là được. Đúng không ạ? Bạc tà có bách chim cho nên mình sẽ cộng với chữ ư sắc xéo. Son sen nim mên, bạc tư sắc xéo. Nhớ đọc nổi âm. Bởi vì phía sau lậm câm mà, đúng không ạ? À ca ý mê rin bộ nét xéo. Son sen nim mên, bạc tư sắc xéo. Rồi, bây giờ tiếp tục mình chuyển sang ngữ pháp 3. Bất quy tắc, peer, hay còn gọi là bất quy tắc chữ bờ ạ. Thì cái này là mình đã học trong bài số 6 rồi. Và bây giờ mình chỉ cần ôn tập lại thôi là được ạ. Vậy trước hết mình cùng nhắc lại cái nguyên tắc của nó là được ha. Một số VA, cái bắt chim tận cùng là chữ peer hay còn gọi là chữ bờ. Nếu như gặp với nguyên âm thì cái chữ bờ đó sẽ biến thành âm U và mình phải chia lại từ đầu. Và ở đây có ba cái ví dụ mẫu mà lúc trước mình đã làm rồi á. Thì bây giờ mình cùng theo dõi lại là nó biến đổi như thế nào nha. Mục đích là để ôn tập ạ. Thì mình trước hết mình có chữ ship tà là dễ nè. Orop tà là khó, mép tà là cay, serop tà là mới. Rất là dễ dàng ạ. Nếu như mà mình chia đuôi vô thì nó mới biến đổi. Còn nếu như chia đuôi tà là mình cộng với chữ sim thì tà là nó đâu có bị gì đâu đúng không ạ? Vậy bây giờ mình thử chia đuôi vô cái chữ dễ ha. Chắc chắn là bờ gặp với nguyên âm thì nó sẽ mất cái chữ bờ ở dưới rồi và nó biến thành chữ u. Mà cái chữ u khi mà mình chia lại thì nó cũng là âm o dồ cho nên ra kết quả là siwoyo. Nếu như mà bạn nào quên cái này là nhớ xem kỹ lại bài số 6 nha. Mình có hướng dẫn rất là kỹ ạ. Tiếp tục tới chữ khó, orop tà. Thì kết quả là orowoyo.
bờ mất đi biến thành u, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì chữ cay, mì quay ồ, mất cái chữ bờ ở dưới và biến thành u. Và chữ mới luôn ạ, zero quay ồ, zero quay ồ, bờ dưới này nó mất đi nè, nó còn chữ rô thôi và biến thành chữ oyo, cộng với chữ oyo thành chữ oyo ạ. Nhưng không phải hết tất cả các cái trường hợp động từ tính từ các bát chim là chữ bờ đều bị bóc quy tắc, bởi vì nó còn bao gồm cả cái trường hợp hợp quy nữa ạ. Hợp quy tức có nghĩa là tuy nó tận cùng là chữ bờ nhưng không có biến đổi gì cả, mình chỉ cần chia như bình thường là được chứ không có biến đổi ha. Thì ở đây mình có ba cái động từ và tính từ đặc trưng, thí dụ như là ịp ta là động từ mặc, chộp ta là chặt hẹp, chặt ta là cầm và nắm. Nếu như chia đôi vô thì nó vẫn bình thường, nó không có biến đổi gì hết nha. Và bây giờ để cụ thể hơn á, mình cùng làm một số câu ví dụ để minh họa. Câu thứ nhất, căn phòng này chật, vì vậy hơi nóng. Câu số 2, dạo này thời tiết lạnh, vì vậy tôi không mặc váy, tôi mặc quần. Những cái từ vựng, tính từ hoặc là động từ trong câu thì chắc là các bạn biết rồi đúng không ạ? Một số từ thì lúc nãy là mình đã có hướng dẫn sẵn rồi, nó bao gồm cả hợp quy và bất quy tắc. Còn một số khác thì có thể là mình học trong những bài trước, lấy ví dụ như đây tập tà là nóng thì mình học rồi nè. Chữ lạnh là chấp tà mình cũng là học rồi ạ. Cho nên các bạn nhớ làm cho thật tốt hai câu này, sau đó mình cùng đối chiếu kết quả nha. Bây giờ trước hết câu đầu tiên, căn phòng này chật, thì mình chắc chắn là mình phải nói cái chủ ngữ căn phòng trước rồi. I pangin có nghĩa là căn phòng này, cộng với trợ từ in là để biểu thị cho chủ ngữ. Sau đó đến tính từ chật, mà tính từ chật ở phía trước lúc nãy là mình có ghi là chộp tà đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái từ vựng đó mình chia đuôi ra là được thôi. Chộp pao, i pangin chộp pao, căn phòng này chật. Cái chữ chặt này nó hợp quy cho nên mình vẫn để im như thế này luôn chứ không có biến đổi gì cả ạ. Tiếp tục để chữ vì vậy. Cứ re sò. Hơi, hơi ở đây có nghĩa là một chút. Mà cái chữ hơi này trong tiếng Hàn nó cũng chính là phó từ cho nên mình sẽ để phía trước của cái chữ nắm là được ạ. Mà chữ hơi thì mình sẽ có từ vựng là chủ cơm. Chủ cơm là hơi hoặc là một chút ha. Tiếp tục tới tính từ nóng. Thò quay ồ. Thò quay ồ là tính từ nóng. Bất quy tắc. Mình đã học trong bài số 6 học về thời tiết rồi ạ. Vậy hết nguyên câu này mình sẽ nói lại là I pangin chopayo kureso chokum thawayo. Mình cùng chuyển sang câu số 2 nha. Dạo này thời tiết lạnh. Thì nó chỉ là một cái câu nói về thời tiết thôi, mình đã học trong bài số 6 rồi. Trước hết mình sẽ dùng cái từ vựng dạo này trước, bởi vì nó là từ vựng biểu thị thời gian đúng không ạ? Mình có từ vựng là yochim. Thời tiết lạnh chỉ cần nói đơn giản là thời tiết kết hợp với chữ lạnh thôi. Này Shika, trong đó chữ K là trợ từ của chủ ngữ chính. Lạnh là gì ạ? Chua, nguyên gốc là chữ chấp tà, là nó bị bất quy tắc chữ bờ á. Chữ bờ mất đi biến thành U, thì mình ra được kết quả là chua. Tiếp tục, vì vậy tôi không có mặc váy. Trong đó thì mình có chữ vì vậy nè, tôi là chủ ngữ chính. Động từ mặc chia thể phủ định, và cái váy nó là tân ngữ. Vậy thì mình sẽ nói là 그래서 저는 치마를 입지 않나요? Trong đó chữ 입 là động từ mặc ha. 지 않나요? Đây chính là thể phủ định của động từ thường. Mình đã được học trong bài số 5. Tiếp tục tới cái ý cuối cùng là tôi mặc quần. Bởi vì trong cái câu phía trước này nó đã có chữ tôi rồi, là 저는 á, cho nên câu số sau mình không có cần phải lặp lại chữ này. Mình chỉ cần nói là mặc cái quần thôi là được ạ. Vậy mình sẽ có là 바치른 입어요. Nhớ là cái chữ 입다 này nó hợp quy cho nên mình không có biến đổi gì cả nha. Thì mình cứ để im như thế này là được ạ. Vậy bây giờ mình sẽ cùng đọc lại cái câu này nha. 요즘 날씨가 추워요. 그래서 저는 치마를 입지 않나요? 바치를 입어요. Và bây giờ sẽ là ngữ pháp số 4 và cũng là ngữ pháp cuối trong bài học bài số 10 của mình ạ. Thì mình có cái phần ngữ pháp 4 này là học về liên từ 치만. 치만 là cái gì thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu. Nhưng trước hết để mà rõ ràng và nó có một cái trật tự hay còn gọi là có một cái sự thống kê á, thì bây giờ mình sẽ cùng theo dõi lại cái bài cũ mà mình đã học cái liên từ trước nha. Liên từ trước có phải là mình học S1 là cái mệnh đề thứ nhất, cái câu thứ nhất cộng với chữ cô không ạ? Chữ cô đây chính là liên từ liên kết hai câu lại với nhau. Sau đó mình cộng tiếp cái câu thứ hai là được. S2,
Và cái chữ cô là mình được học trong những cái bài trước rồi, ý nghĩa của nó có nghĩa là và, đúng không ạ? Có nghĩa là mình làm một cái việc gì đó và mình làm một cái việc gì đó nữa. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây mình sẽ có một cái liên từ mới, mình không có dùng chữ cô nữa, mà mình sẽ dùng cái chữ mới, đó chính là chữ chiman. Đó. Nó cũng vẫn đứng giữa hai câu ha, hai mệnh đề. Thì cái chữ chiman này nghĩa của nó là chữ nhân. Cho nên lúc đó mình sẽ dịch là S1 nhưng S2. Và để rõ ràng hơn thì mình có thể lưu ý thêm một cái phần bên dưới là liên từ chiman này nó chỉ cái sự tương phản giữa hai vế câu. Có nghĩa là hai cái nó trái ngược nghĩa nhau á. Thế thì bây giờ để rõ hơn nữa thì mình cùng theo dõi cái câu ví dụ thứ nhất nha. Tiếng Hàn thú vị nhưng khó. Đó, thì cái chữ nhân ở giữa này nó chính là một cái liên từ đóng vai trò như là một cái cầu nối giữa hai vế á. Vế 1 là tiếng Hàn thú vị, vế 2 là khó. Khó nó là một tính từ ạ. Thì mình chỉ cần nói xong cái vế 1 thì mình mới nói tiếp vế 2 là nó sẽ ok. Trong vế 1 của mình là có tiếng Hàn nè, có chữ thú vị nè, giờ mình sẽ nói tiếng Hàn trước thôi ạ. Hanh cu co ca. Thú vị là mình có tính từ là chế mì tà, đúng không ạ? Chế mì tà, bỏ cái đuôi tà đó đi, sau đó mình kết hợp với liên từ là được. Khi mà các bạn muốn chia liên từ á, sau này những cái liên từ khác cũng vậy luôn. Thì đặc trưng nó rất là dễ thôi, mình bỏ cái đuôi tà đó, sau đó mình kết hợp với chữ chiman hoặc là những cái liên từ khác đã có thể chia được ạ. Thì mình sẽ có được cái cụm từ là chế mì chiman, tiếng Hàn thú vị nhưng. Tiếp tục tới chữ khó để cuối. Ở ra hoài ồ, bởi vì bóc quy tắc á, đúng không ạ? Nãy mình có làm cái phần này rồi thì nó ra kết quả là ở ra hoài ồ. Hanh cu co ca chế mì chiman ở ra hoài ồ. Câu số 2, tôi thích món ăn Hàn Quốc nhưng em gái của tôi thì không thích. Đó, mình thấy là nó có cái sự tương phản rõ ràng, đúng không ạ? Trái ngược nhau. Câu số 3, tôi đã đến phòng học nhưng mà không có thấy cô giáo, cũng là một cái sự tương phản luôn. Và câu 4, ngày hôm qua tôi đã ăn tối ở nhà hàng nhưng hôm nay thì tôi nấu ăn ở nhà. Các bạn nhớ bấm dừng video để làm những cái câu này ra vở nha. Sau đó mình sẽ đối chiếu kết quả. Bây giờ trước hết câu số 2 mình hướng dẫn như thế này ạ. Trước hết thì mình sẽ làm cái vế 1 trước, sau đó mình mới tiếp tục làm cái vế 2. Mà vế 1 là nó bao gồm có chữ tôi là chủ ngữ chính nè, thích là động từ, món ăn Hàn Quốc là tân ngữ. Chỉ cần làm từng thành phần là được thôi ạ, chủ ngữ trước, nà nên hoặc là chà nên đều được. Tân ngữ là món ăn Hàn Quốc, Hàn Quốc ẩm thực, nhớ dùng trợ từ ưn để biểu thị tân ngữ. Động từ thích là chua ha tà, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ cộng tiếp cái liên từ chữ nhân là chiman vào thì nó sẽ ra được kết quả là chua ha chiman. Em gái thì không thích. Em gái là chủ ngữ chính của vế 2, mình cũng sẽ cộng với trợ từ ưn ninh vô luôn ạ. Giờ tung sen ưn, không thích là ok. Chua ha chi ảnh này ô. Chi ảnh này ô đây chính là đuôi thể phủ định. Học rồi ạ. Vậy thì tổng thể là 나는 한국 음식을 좋아하지만 여동생은 좋아하지 않아요. Tiếp tục câu số 3. Tôi đã đến phòng học. Là vế 1. Vế 2 không nhìn thấy cô giáo. 나는 cái phòng học đích đến ạ. 교실에 động từ đến là 오다. Thì ở đây cái vế 1 là nó là quá khứ, đúng không ạ? Thì mình sẽ chia thành chữ 왔지만. Nhưng nếu như mà bạn nào không chịu quá khứ, mình dùng chữ ochiman cũng vẫn được ha. Nguyên mẫu chữ o ta là động từ đến. Và mình sẽ dùng cái quá khứ mình chia đuôi cuối cùng cũng vẫn được. Còn trường hợp nếu như mà mình muốn chia quá khứ cả hai vế luôn thì cũng nó cũng vẫn được, không sao cả. 나는 교실에 왔지만. Không có thấy cô giáo. Cô giáo đây chính là tân ngữ, đúng không ạ? Nhiều bạn bị lộn chỗ này là mình sẽ dùng trợ từ in, chỗ này là nó không có đúng. Mà đây là tân ngữ nên phải dùng trợ từ ư nó mới đúng ha. 선생님을 보지 않았어요. 보다 là động từ, nhìn thấy. 지 않 là không. Chia thêm cái quá khứ là 했어요 đứng cuối nữa là được ạ. Có nghĩa là đã, không, có thấy, cô giáo. 나는 교실에 왔지만 선생님을 보지 않았어요. Câu cuối cùng ạ. Hôm qua tôi đã ăn tối ở nhà hàng. 나는 là chủ ngữ chính nè. Tiếp tục tới chữ ngày hôm qua, ở chê, hoặc là mình bỏ nà ninh cũng vẫn được ha. Ăn tối ở nhà hàng, nơi diễn ra hành động trước, sau đó tới hành động ăn tối.
시땅에서 저녁을 먹었지만 bởi vì cái vế 1 nó là quá khứ nè thì mình chia thêm cái trường hợp thì quá khứ là ớt vào là nó ra được là 먹었지만 cái tiếp tới hôm nay ạ 오늘은 집에서 요리해요 bởi vì nhà là cái nơi diễn ra hành động nhớ dùng trợ từ 에서 nha nhiều bạn là dùng thiếu cái chữ 서 là không có được ạ 오늘은 là chữ in này là để nhấn mạnh là chữ thì á cho nên mình sẽ dịch là hôm nay thì nấu ăn ở nhà là hoàn chỉnh ạ. 나는 어제 식당에서 저녁을 먹었지만 오늘은 집에서 요리해요. Rồi cái phần này là cái phần lưu ý thêm là mình hướng dẫn cho các bạn thêm về cái cách nói ngày tháng năm trong tiếng Hàn thôi ạ. Thì để mà nói ngày tháng năm trong tiếng Hàn thì nó có một cái trường hợp là nó sẽ bị ngược so với tiếng Việt một chút xíu. Tức có nghĩa là mình sẽ dùng cái chữ năm trước. Ở đây mình có số tháng Hàn cộng với chữ nhon. Chữ nhon này nó là biểu thị cho chữ năm mà. Đó, là mình sẽ nói năm trước. Sau đó tiếp tục số tháng Hàn cộng với chữ quê. Quê có nghĩa là tháng. Và số tháng Hàn cộng với chữ il thì mình sẽ dịch là ngày. Là ba cái này là biểu thị cho ba cái đơn vị thời gian á. Nhon là năm, quê là tháng, il là ngày. Lấy ví dụ như là mình lấy ví dụ của ngày hôm nay đi ha. Ngày 16 tháng 3 năm 2023. Thì khi mà mình viết sang tiếng Hàn là mình phải viết ngược. Mình phải viết cái năm trước, sau đó tới cái tháng rồi mới tới cái ngày. Vậy thì mình sẽ có là 2023 cộng với chữ nhon. Tiếp tục tới tháng ạ, tháng 3. Đó. Và ngày 16 là như thế này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đọc xuống bên dưới là thôi là được. 2023. Cái cách đọc này là mình đã hướng dẫn trong cái phần mà nhập môn á. Đúng mà, 2000 thì mình chỉ cần nói số 2 kết hợp với đơn vị ngàn là được nè. 2023년. 2023년. 2000 là 2000, 23 là 23 cộng với chữ nhon là chữ năm. Tiếp tục tháng 3. Số 3 là sam đúng không ạ? Cộng với chữ quê thôi. Sam quê. Số 16 là hồi trước mình học là cái trường hợp này nó đọc hơi bị khác biệt á, bởi vì nó biến âm á. Sau bây giờ mình cộng tiếp chữ il vô phía sau nữa. Vậy thì nó ra cái kết quả phiên âm là Simnyukil. Mình nhớ nói cái chữ cờ qua phía sau á. Nếu như không có chữ in là đọc là Simnyuk. Nhưng mà tại vì nó có mi ưng phía sau nè, mình sẽ đọc nối qua là Simnyukil. Nó mới ra được ngày 16 ạ. Trường hợp này là trường hợp biến âm với là nối âm thôi. Vậy thế tổng thể cái số này là mình sẽ đọc như sau. 2023년 3월 16일. Đó. Rồi, tiếp tục. Có một cái lưu ý nhỏ nữa. Khi mà mình nói cái số tháng hàng cộng với chữ quê là chữ tháng á, thì những cái tháng thì trong một năm là có 12 tháng đúng không ạ? Mình chỉ cần cộng cái số đó thôi là được. Nhưng mà nó có hai cái tháng nó hơi đặc biệt là tháng 6 với tháng 10. Tháng 6 là chữ dục á, thì đáng lý phải là dục quê nó mới đúng đúng không ạ? Nhưng mà bắt buộc là phải đọc và viết thành chữ du quê nó mới đúng. Tháng 10 cũng vậy, ship, nhưng mà mình phải đọc là si. Siwol. Vậy là tháng 6 là Yuwol, tháng 10 là Siwol. Những cái tháng còn lại là cứ dùng cái số tháng Hàn cộng với chữ Wol là được ha. Và cái số ngày cũng vậy, nó không có bất quy tắc gì cả, chỉ cần cộng số phía trước với chữ Il là được ạ. Đó là những điều mình cần lưu ý. Và sau đây mình sẽ cùng tìm hiểu cái bài khóa của bài nha. Ship과 어디에서 오셨어요? 마리 씨는 어디에서 오셨어요? 저는 프랑스에서 왔어요. 언제 한국에 오셨어요? 저는 2월 26일에 왔어요. 한국어 공부가 재미있어요? 네, 재미있지만 어려워요. 다시 들어보세요. 마리 씨는 어디에서 오셨어요? 저는 프랑스에서 왔어요. 언제 한국에 오셨어요? 저는 2월 26일에 왔어요. 한국어 공부가 재미있어요? 네, 재미있지만 어려워요. 또 mình chuyển sang phần luyện tập nghe.
Yêu cầu của bài này là 언제 한국에 왔어요? 잘 듣고 쓰세요. Đã đến Hàn Quốc khi nào? Các bạn hãy nghe kỹ sau đó mình viết là vào là được. Ở đây nó có bốn cái câu hỏi bên dưới đúng không ạ? Thứ nhất là bạn Tony, thứ hai là bạn Wilson, thứ ba là Angri và Tanaka. Thì mình sẽ nghe thử là những cái người này đến Hàn Quốc vào ngày mấy tháng mấy, là mình chỉ cần khoanh cái số là mình ghi cái số tháng phía trên là được. Số ngày là mình khoanh vào là được ạ. Quả. 연습 2의 5. 언제 한국에 왔어요? 잘 듣고 쓰세요. 여기는 1급반 교실입니다. 여기에서 외국 학생들이 한국어를 배웁니다. 마이클은 미국 사람입니다. 1월 12일에 한국에 왔습니다. 토니와 윌슨은 2월 5일에 영국에서 왔습니다. 앙리 씨는 2월 26일에 왔습니다. 프랑스 사람입니다. 다나카도 여기에서 공부합니다. 다나카는 일본에서 3월 11일에 왔습니다. 우리는 3월 15일에 서울대학교에서 만났습니다. Vâng ạ, vậy là bài học của chúng ta hôm nay cũng đến hồi kết thúc rồi ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón chờ những nội dung tiếng Hàn thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo ạ. Giờ thì, 안녕히 계세요.